Chào mọi người nha, hôm nay mình đi rừng để lấy cây bonsai. Bây giờ mình băng qua con suối này thì lên trên núi. Trên núi này thì hôm trước mình đi thì nó có mấy cây chòe mòi. Cây chòe mòi xỉ lá dài. Mùa này không mưa nên nước suối cũng cạn. Nếu mà mưa thì nước nó sẽ lớn lên. Bây giờ mình tìm đường lên nha. Ở đây thì ít người đi nên không có đường mòn. Mình tìm chỗ nào trống mình phát đường mình đi. Chỗ này không có đường đi à, nó rậm rạp à. Bên kia mình thấy có cây sầm lá tím, dòng này lâu lâu mình mới gặp. Đây nè, lá non nó màu tím rất là đẹp, hoa cũng đẹp nữa. Biết nó có đế hay không. Mình đi xung quanh xem thử có cây nào nữa hay không. Rồi mình quay lại. Mấy đường nó rậm rạp á. Cái này cây vít rừng. Chỗ này có một cây thị. Cây thị thơm. To thị nha, lá thị này, con này ăn thơm ngọt, quả ăn thơm ngọt. Thị khu này nhiều, mấy cái thị này.
Để có một cây cho mồi. Cái này cốt cũng đẹp nè, cốt được nè. Cây cho mồi. Cây cho mồi đầu tiên mình thấy. Quanh này cho mồi lại ít. Đây, một cây chò mồi nữa này, cây này cốt đẹp, cây này cốt quá đẹp rồi. Mấy cây cho mồi á. Rồi, cốt u nằng đẹp. Cây cho mồi nữa này. Cái lộc vườn núi, cái to, cái lộc vườn này hoa nó màu hồng, hoa quả nó màu hồng. Cây này ra trái màu xanh đẹp nha, như huyền ngọc luôn, màu rất là đẹp ha. Cây này mình không biết tên cây gì nha, mà ra trái nó xanh ngọc luôn. Màu này là màu xanh lam á, rất là lạ. Bây giờ mình lấy cây cho mồi này trước nha.
cây đầu tiên trong video mình lấy được này. Cốt đẹp nha. Chân để rễ đế nó nổi lên đẹp. Cốt hình thú này. Mấy cái chốt này mình cứ để tạm thời như này. Rồi tới nhà thì mình sẽ gọt lại nha, gọt chỉnh sửa lại sau. Khu này đường nó rộng rạp, hơi khó đi. Mình thấy cây trầu mòi mini cũng mọc rải rác. Cái này cốt cũng hay đây, trò mồi nha, mình thu ngắn xuống rồi tiếp tục mình lấy cái này. Đây còn có một cây này thu thấp ngắn xuống còn 6 xăng rồi, hàng luồn lật luôn, siêu luồn lật cũng được này. Móc sơ ra nó có chân đế rồi. Cốt cũng đẹp nha. Cây thứ hai trong video. Bầu đất này bảo đảm luôn, bầu nó rất là cứng. Đây có cây trầu mồi lớn. Có mấy chân đế ra. Cây cốt già u năng rồi. Này thì lấy thì rút
ngắn lại làm cây lùng lực nha. Rồi mấy chân đế nó ra này. Ôi, trên đây cũng có hai cây nữa này. Càng lên trên thì mình lại càng bắt gặp nhiều cây lớn. Thì có một cây khế. Khế ở mình thì đa số là khế chua thôi nha. Khế trên rừng này chủ yếu là khế chua, không có khế ngọt. Chùm mồi nè. Có cái khế mà cây này nó bị bọng lũa rồi, nó hư thân rồi. Này có cái chậu mồi lớn này, chậu mồi lũa, lũa thép, cái khúc to nha. Mấy cái to già thì nó bắt đầu nó u nằng lên đẹp. Ồ, trên kia mình thấy cây chậu mồi trâu, cây rất là to luôn. Cái chậu mồi trâu này, trong chậu mồi trâu thì đa số là gặp những cây khổng lồ, cây khủng này, cây to này, nó lên u cục, mấy cái chân đế nó ra này, chân đế u cục đẹp không? Cái chân đế nó ra, này đất nó lấp rồi, nhưng mà đa số là nó có đế đẹp hết nha. Ở cái này thì có khách nào chốt thì mình mới dám đào. Này nó to thì mình phải gọi thêm người. Này hạ xuống lùng được nè. Hạ xuống chơi cây cốt lùng. Như cây này thì tầm 3 triệu thì mình gọi thêm người mình đánh về được. Cây to nha. Này có lũa. Khách nào chốt trước thì mình đặt hàng mình mới đào nha. Chậu mồi trâu dòng lá lớn nha. Chậu mồi trâu là lá nó lớn nhất. Con này thì nó có lũa này. Lũa rễ nó đâm xuống. Cái này nếu mà anh em nào ưng thì chốt giá 3 triệu mình bao ship tận nhà luôn. Mình sẽ gọi thêm người mình lấy cái này. Ủa trên kia có cái chậu mồi xỉ. Bắt đầu càng lên cao thì bắt gặp nhiều cây lớn. Nó nằm giữa hốc đá như này thì sao lấy được. Trên này toàn là đá, lọc quần núi. Hàng rút chốt luôn. Mình cứ leo lên khám phá thử xem sao nhé. Xem có cái gì độc lạ không. Lúc đầu mình tưởng cây này chòi mồi trâu nha. Cây này không phải rồi. Mặn rừng
kỳ mận rừng nha. Dòng này hoa nó cũng đẹp nha. Hoa nó rất là đẹp nha. Nó mọc kiểu lạ nha. Đây có cây chò mồi, nó nằm đá nó đè xuống. Khu này đá có cũng khó lấy nè. Cốt này quái nha, nếu mà lấy được thì đẹp, nhưng mà nó nằm trong hạt đá này không biết lấy được hay không đấy. Hôm nay mình thấy chứ nó có nổi chân rễ này. Nhưng mà đá nó đè hết rồi. Cây chò mồi trâu nha. Nếu mà anh em nào thích cây này thì chốt giá 3 triệu mình sẽ lấy xuống nha, bao ship tận nhà luôn. Mấy hàng này phí ship nó cũng cao, thì 3 triệu thì mình gọi thêm người thì tính ra cũng ngày công thôi, chứ không nhiều. Phôi tại phôi hàng lớn. Cái này chắc đế nó rất là đẹp. Trong này nè, tại cây cũng già thì chắc chắn là có đế đẹp rồi. Mặt bên này thì mình lộ đế ra nè, nó chân đế nè. Ở bên này đất nó lấp lại nên không thấy đế được. Mấy cái này cũng là nó ra chân đế nha. Mấy cái này này, nếu mà móc ra thì nó có chân đế hết. Chảy xệ luôn. Dòng này nó ăn da, nó ăn liền qua luôn. Nó chảy qua cái thân này luôn. Đây, dòng chò mồi trâu nó kéo da mạnh. Này, cái này mà vẫn chảy da qua nè. Chảy da qua nè, nó gần cái thân mà nó chảy da qua. Nó có cắt mặt cắt sẹo gì thì nó cũng biết sẹo rất là nhanh luôn nha. Cái này cái dúi. Mình nghiên cứu cái chò mồi này xem sao. Khả năng thì lấy được. Bây giờ mình lấy thử cái này nha. Rồi nó nằm trên đá này. Đây là đá rồi. Mình cứ đánh thử ra xem. Cây mình lấy xong nha, nó nằm trong hốc đá này rất là khó lấy luôn. Cái này trồng dáng bay cũng được nè. Cục to, cực kỳ to già luôn. Được thân à, u nần già nha. Bây giờ mình mang xuống về tới nhà mình sửa lại sau. Giờ không biết sửa như nào. Cái cốt nặng, không có bầu nhưng mà rất là nặng luôn.
Thì hôm nay mình đi thì chỉ được 3 cây như này thôi nha. Thì mình cũng báo giá giao lưu cho mọi người luôn. Cái đầu tiên là cây số 1. Thì cốt, cốt đẹp nha. Cây số 1 mình giao lưu 180 bao ship. 180 bao ship cây số 1 nè. Này cao lên 25. Và cây số 2. Cốt to cao lên cũng 25. Cây số 2 mình giao lưu mọi người là 220 bao ship nha. Và cây số 3, tất cả những mặt cắt thì mình đã cắt gọn và bôi keo hết nha, xử lý trước khi gửi đi. Mình cũng có ủ ẩm cho phôi nha. Trên này nó có lụa thép. Cây số 3. Cái này mình đánh rất là khó, rất là lâu. Bị dán bay. Cái này mình giao lưu mọi người là 550 bao ship nha, cây số 3 nha. Cây bể cốt to da. 550 bao ship. Cây già nó cái mấy đường thân nó nổi u hết nè.